Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Trước khi gửi sang quý vị các bản tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán ngày hôm nay thê thảm luôn nữa, vẫn tin liên quan đến vụ bão Ian vào Florida. Những hình ảnh mà quý khán thính giả theo dõi trên truyền hình từ ngày hôm qua và cả ngày hôm nay đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ, bởi vì làm sao mà các đài truyền hình họ có đủ phóng viên. Ngày hôm qua ABC, NBC họ chỉ có mỗi một đài một phóng viên ở một nơi mà thôi. Bởi vì cái tình trạng quá nguy hiểm khi những người này tường trình tại chỗ và ở sát bờ biển, họ không đi đâu được hết và họ chỉ thu nhận những cái hình ảnh từ những người khác, trong đó có khán giả chuyển vào thôi. Những hình ảnh như thế này thì cho thấy rằng ngay cả lực lượng cứu hỏa ở các địa phương như ở Fort Myers đó, thì ngay cả lực lượng cứu hỏa cũng bị lụt. Và thay vì đi cứu người thì họ đành phải hỗ trợ để mang những cái đồ vật của lực lượng cứu hỏa lên trên vùng cao hơn nữa. Cho nên những gì chúng ta thấy đó, nó rất là nhỏ, không thể nói hết được toàn cảnh gần như cả tiểu bang Florida bị ảnh hưởng. Có một điều lạc quan là ngày hôm qua đó, vấn đề chính trị bỏ qua một bên, những lời chỉ trích của ông DeSantis nhắm vào ông Biden vân vân, lời qua tiếng lại bỏ qua hết. Thậm chí ngày hôm qua, thống đốc DeSantis gửi lời cảm ơn tổng thống Joe Biden, rồi các cảnh sát, rồi các vị thị trưởng ở các thành phố cũng gửi lời cảm ơn tổng thống, rồi vì trước đó ông Biden, đây là điều mà chúng ta thấy đó, khi đất nước gặp cảnh lâm nguy thì tất cả mọi người đứng lại. Ông Biden lẽ đương nhiên rồi, với cương vị là tổng thống, bất cứ nơi nào gặp thảm họa là đầu tiên là phải cứu nguy ngay. Cho nên cái việc phản ứng của ông Biden rất nhanh. Bão chưa vào mấy ngày đó là ông đã ra lệnh rồi, cho nên ngay lập tức cơ quan FEMA có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cho những nạn nhân bị thất lạc. Bởi vì ngày hôm qua rất nhiều người phải bỏ nhà ra đi. Họ nghĩa là đi bộ chập chững ở trên các đường phố bởi vì nhà của họ bị ngập lụt nặng nề. Thiệt hại về bảo hiểm sẽ khủng khiếp thưa quý vị. Bảo hiểm. Bởi vì nỗi cái chuyện mà chúng ta thấy nhà ngập một cái đó, là phải sửa nhiều lắm. Tất cả những cái drywall là phải phá hết. Chưa nói đến những cái tình trạng hệ thống điện, rồi chập điện, rồi nhiều thứ khác nữa còn kéo dài. Nhưng mà đó là lý do mà một phần ngày hôm nay cũng gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán đó. Dow Jones đang xuống 502. Một mặt là bão, thì thường chúng ta thấy mỗi khi nước Mỹ mà có bão hay có động đất vân vân đó, thì mới đầu thì nó ảnh hưởng, nhưng mà sau đó thì người ta lại tin tưởng vào vấn đề builder, những người mà xây dựng đó, cung cấp các vật dụng và dịch vụ. Bởi vì chắc chắn Florida trong cả một năm tới đây sẽ thấy rằng rất cần công nhân xây dựng đến để tái thiết các khu nhà của họ, rồi các đường biển bị hư hại. Nhưng hồi sáng nay thì giới đầu tư nghe thêm một tin không vui, đó là công ty Apple điện thoại 14 nó quá đắt đi, 1.400 bao nhiêu, 1.400 một chiếc. Em có tiền đâu mà mua mà anh hỏi em. Thảo Yên xài điện thoại 100 đồng. Thưa quý vị, Apple 14 không bán được. Và Apple 14 mới đây đã yêu cầu các nhà máy sản xuất nó giảm bớt sản xuất. Tin tức đó cho thấy rằng sáng nay thêm các ngân hàng
ước tính lại, định giá lại cổ phiếu của Apple và họ nói rằng bây giờ là thời điểm giữ lại, không mua. Trước đó là mua Apple để dành, nhưng mà sau đó bây giờ không mua nữa, và thậm chí có người yêu cầu bán đi, khiến Apple rớt 4%. Tin tức điện thoại mà không bán được đã gây ảnh hưởng đến thị trường dây chuyền luôn. Và thêm nữa đó là tình trạng lạm phát, họ nói rằng với cái cơn bão Ian này nó xong còn đẩy vật giá lên cao nữa, cho nên cái giá khó lòng mà giảm xuống lắm. Giá mà không giảm thì điều gì xảy ra, thưa quý vị? Quỹ dự trữ liên bang lại tăng phân lời thêm nữa. Tất cả những cái tin tức này không vui tí nào. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 3,75 rồi. Quá nhiều. Và 2 năm là lên tới 4,21. Khi nào mà quý vị thấy chúng tôi đưa cái tin mà thấy rằng công trái phiếu 2 năm với 5 năm mà ít hơn 10 năm, thì đến lúc đó nó cái nguy cơ về lạm phát nó giảm xuống và cái nguy cơ về suy thoái nó giảm. Nước Anh cũng nói chuyện về suy thoái, rồi châu Âu suy thoái, rồi tình hình của chiến tranh Ukraine thấy không có thể chấm dứt sớm được, thưa quý vị. Dầu lên 19 sen, 82 đồng 34 sen. California thì các nhà máy lọc dầu vẫn chưa mở cửa lại. Rồi ảnh hưởng bên phía bão Ian nữa. Cho nên hôm nay chúng ta lại thấy giá xăng lại tăng lên trên 7 đồng nhiều nơi rồi, thưa quý vị. Hơn 7 đô la. Nó còn cao hơn cái thời kỳ mà chiến tranh khởi đầu ngày 24 tháng 2 nữa. Vàng xuống 4 đồng 4, còn 1.665 đồng 60 sen. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, ở Tòa Bạch Ốc có một cái sự kiện họ gọi là sự kiện liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe. Cái sự kiện này đó là do phía Hạ viện của Quốc hội có 4 dân biểu họ đưa ra một cái dự thảo, nói chung là chú trọng cung cấp ngân sách về lương thực, đặc biệt là cái vấn đề dinh dưỡng cho những cái tiểu bang vùng sâu vùng xa. Thì trong cái sự kiện ngày hôm qua đó, Tổng thống Joe Biden đã có cái bài phát biểu, tuy nhiên ngay giữa chừng thì bất ngờ là ông bắt đầu không hiểu lúc đó, tại vì thường những cái sự kiện này là có cái máy ngay đằng trước và có cái bài diễn văn cho ông đọc rồi, nhưng mà bây giờ người ta không biết là lý do tại sao ngay lúc đó ông lại giống như là trở nên không có minh mẫn, và ông đã cất lời gọi và hỏi là cái bà dân biểu của tiểu bang Indiana Jackie Walorski có ở đây không, mà bà đã qua đời vào hôm 3 tháng 8, thưa quý vị, trong một cái vụ đụng xe. Thì cái chuyện này đó hiện nay bây giờ nó khiến cho Tòa Bạch Ốc nói riêng và đảng Dân Chủ nói chung đó, họ đang rất là bối rối và mất mặt. Đảng Cộng Hòa thì khoái chí vô cùng, là chứng minh một lần nữa là cái vấn đề tuổi tác và cái sự minh mẫn của ông Biden đó là nó vẫn là một cái vấn đề trọng tâm. Thì thật sự ra đó, bà Walorski là một trong 4 vị dân biểu cùng viết ra cái dự luật này liên quan đến cái ngân sách về lương thực và dinh dưỡng vân vân, thưa quý vị. Cho nên là sau khi mà Tổng thống Joe Biden bị nhầm lẫn như vậy đó, ông hỏi ở ngay cái cuộc họp báo như vậy, ký giả quá trời luôn, và ai cũng biết là bà đã qua đời rồi. Thì đương nhiên sau khi kết thúc đó là bà thư ký báo chí, bà John Peer, là bị khi giả họ quay mong mong hết trơn. Thì bây giờ phải chữa cháy thôi. Thì bà John Peer bà nói là bởi vì là bà Walorski là cái ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của Tổng thống liên quan đến cái dự luật này, cho nên là khi đó Tổng thống cứ nghĩ là sẽ hỏi như vậy để mà bà Walorski giải thích rõ ràng hơn vân vân. Thì báo chí họ quay một lần nữa, họ nói nếu như mà cái ưu tiên hàng đầu đó, vậy tại sao ông Tổng thống không thể nhớ được là bà Walorski đã bị chết rồi. Thì mình cứ quay một hồi khiến cho bà Jean-Pierre bà bực tức quá, bà cứ nói đi là bà lặp đi lặp lại, bà nói là Tổng thống chỉ có quan tâm đến cái dự luật mà sẽ cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân thôi. Quý vị đừng có giống như là xoáy vào những cái vấn đề không có liên quan nữa. Thì tuy nhiên như quý vị thấy đó, cái phát ngôn này của ông lại tiếp tục khiến cho lúc trước đây đó, vào cái thời mà ra tranh cử năm 2020, là lúc đó ông Trump ổng cứ liên tục ổng xoáy vào cái tuổi tác của ông Biden rồi. Ông Biden năm nay 79 là tổng thống mà lớn tuổi nhất ở trong lịch sử của Hoa Kỳ hiện nay. Nhưng mà khi đó ra tranh cử thì người dân họ không thấy cái vấn đề tuổi tác của ông nó sẽ gây ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ 2 năm sau nhiệm kỳ rồi thì mỗi cứ lâu lâu bây giờ cái sự mà
vạ miệng của ông đó nó thường xuyên hơn, cứ vài ba ngày chúng ta lại nghe một lần, thì nó gây ra một cái vấn đề, đó là thứ nhất sẽ ảnh hưởng cho cái vụ bầu cử tháng 11 này của Đảng Dân Chủ, và thứ hai nữa là năm 2024 liệu ông chắc chắn là không còn là ứng cử viên sáng giá để mà tiếp tục ra tranh cử cho nhiệm kỳ 2 nữa. Vậy nếu như mà ông Biden không ra, vậy ai ở Đảng Dân Chủ là cái ứng viên tiềm năng đây? Ông Newsom sao? Thì ông Newsom nếu mà so với DeSantis hiện nay hoặc là các thống đốc của tiểu bang Cộng Hòa đó có vẻ như là đang yếu thế thôi quý vị. Chúng ta tiếp tục với các bản tin liên quan đến tình hình ở Mar-a-Lago với cựu Tổng thống Trump mà quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.